Đợi đã, đợi đã. Mày có phải Lãng Hoa không? Nếu đúng thì hót hai tiếng đi. Mày đúng là Lãng Hoa. Mày cũng quay về rồi hả? Có phải Diệu Diệu kêu mày về không? Nói tao biết sứ mệnh của tao là gì đi. Này đừng đi, đừng càng nhảy càng cao. Ta không giống như trước đây, ta nhảy không nổi đâu. Rốt cuộc là cái gì chứ? Nói ta nghe đi. Nè, đi đâu vậy? Bác! 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 Bye bye. Bye bye, bye bye. Tạm biệt. Diệu Diệu, chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi. Diệu Diệu, Diệu Diệu đừng đi. Tạm nhất, này. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Tạm nhất, tỉnh rồi. Ba, ba tỉnh dậy rồi hả? Có được không ba? Ngồi dậy từ từ thôi. Cẩn thận, cẩn thận đó.